Nếu mà có ý nghĩa thì nó rất là ý nghĩa. Tại vì đầu tiên cái món này nè là nó nuôi bản thân cô và một người con. Sau đó là những món này là những người con tiếp theo. Chồng cô là người công nhân đường sắt. Sau khi mà anh ấy là làm xong 3 năm thì anh ấy trở về với cô trong cái nghĩa vụ 3 năm. Cô cũng là công nhân đường sắt, nhưng mà sau đó là người ta thanh lọc biên chế á, thì cô là người bị yếu cho nên bị trả về. Tụi cô cưới nhau là ở trong công nhân, thì cô mới học được một cái món chè này là của người chị chồng. Cô mới đi bán, lúc mà cô có bầu là cô đi bán chè đó rồi, kể cô nuôi bản thân của cô và sanh con. Sau khi sanh con xong á thì cô mới không có tiền nữa đó, cho nên cô phải ôm con, cô nuôi con, mà đến một năm sau á con cô nó đầy tuổi rồi, con mới bán hết quần áo cô có. Cô bán hết tất cả rồi cô mua đủ một cái vé tàu, cô đi vô đây cô mới bán cái chè này đầu tiên. Khi mà chồng của cô mà nghe cô bán chè, anh ấy xong cái nghĩa vụ mà làm đường sắt mà hoàn thành á, chuyến tàu thống nhất đầu tiên á, thì sau đó anh làm chi tu hết tất cả hoàn thành rồi là anh về với cô đó, là từ đó tới nay là khoảng là 30 mấy năm. Rất là ngon, em ăn rất là nhiều lần rồi, cảm thấy rất là ngon. Em ăn đây cũng gần một năm rồi, cái vị chè đây nói chung là ngon so với những chỗ khác đây em đã từng ăn rồi. Thì em ăn bạch quả hạt sen hoặc là củ năng thôi. Đây rất là mát, em cũng mới học về đi ngang ăn luôn á chị. Dạ em chỉ biết ăn kia xong bổ lượng rồi chị. Phố đây nó bự hơn mấy chỗ khác đó chị, nó rất là ngọt.